Từ nó cho nó lớn lên có được không? Không được. Chính vì không được cho nên nó mới sinh ra cái bài phải trang bị cho người ta. Mà mình thì muốn tiến thân thì mình phải nhân bội cái thân mình lên. Mà nhân bội là nhân bội qua chúng nó. Mà chúng nó tự thân thì không được. Cho nên mình phải trang bị để nó phát triển và cuối cùng mình phát triển. Chỉ có thế mới làm được việc lớn thôi. Đấy, ý đồ là vậy. Thế thì nội dung của nó như sau. Ý số 1. Các bạn, để tồn tại và để làm được việc lớn hơn với một cá nhân. Chứ còn bạn dừng lại ở cái chỗ đủ ăn thì nó không nằm trong cái lớp học này. Tôi cần các bạn làm lớn hơn, lôi tiềm năng ra. Để tồn tại và để phát triển các bạn, buộc phải dùng tới người khác. Và đó là linh hồn của cái bài làm việc nhóm đấy. Phải buộc dùng đến người khác, mở ngoặc làm việc nhóm. Phải người nọ bổ sung cho người kia, đóng ngoặc lại. Thì bạn sẽ trở thành thằng khổng lồ. Một mình bạn chỉ đóng vai trò ngón chân cái thôi. Thằng kia nó đóng vai trò ngón tay cái. Cộng hết lại thì nó ra sức mạnh toàn năng à. Đấy là mệnh đề. Được chưa? Bây giờ ý số 2. Trong một tổng thể các mối quan hệ, nó gồm nhiều loại người. Bắt buộc để thành công, người ta phải phân loại họ ra. Trong cái tổ hợp, mình buộc phải quan hệ các bạn ạ. Không thì đời bạn không ngóc được. Vì nó là sự bổ sung mà. Nhưng để kết hợp được thì động tác đầu tiên bạn phải phân loại đã. Và chúng ta có 4 loại. Xuống dòng. Trong đó, nếu đúng là đệ tử thì mình phải trang bị. Trang bị ở đây được hiểu là huấn luyện đường dài, tí tôi sẽ có định nghĩa. Mình phải trang bị. Chứ để tự họ, vì hình như ngày xưa mình cũng được ai huấn luyện đấy các bạn ạ. Nếu để tự họ, họ không thể phát triển được. Vì đấy thì vào bài nó là vậy. Con bạn nó tốt lắm, nhưng bạn giáo dục sai thì bạn thua. Còn bạn không giáo dục thì chắc chắn là vô giáo dục. Thì bạn phải trang bị. Các bạn ạ, phải. Nếu để tự họ phát triển là điều không thể. Cho nên nó mới cần bài trang bị này. Mày bỏ ra mày đầu tư mày mới có dự án thắng chứ. Vậy thì con người mày muốn là đệ tử mày phải bỏ ra mày huấn luyện nó chứ. Để tự nó là không thể. Vì, nào bây giờ chúng ta phải lý giải. Con các bạn, bạn để nguyên nó sẽ từ nhân cách con người trở thành nhân cách con vật ngay lập tức. Cho nên bạn muốn phát triển được, buộc bạn phải có người thứ hai, thứ ba để bổ sung cho nhau mới thành khổng lồ. Làm việc nhóm là như vậy. Nhưng để cho cái thằng thứ hai, thứ ba nó thực sự bổ sung thì bạn phải chủ động trang bị cho nó. Để tự nó không có gì để bổ sung đâu. Đấy là mệnh đề thứ hai. Tại sao lại thế? Vì, và chúng ta sẽ có những cái điều sau đây. Cái gì ạ? Và dấu cộng đầu tiên, tức là lý do đầu tiên. Cái gì ạ? Lý do đầu tiên. Mà tại sao mà mình lại phải huấn luyện nó? Cái gì ạ? Và tại sao mình phải nhờ đến nó? Cái gì ạ? Vậy thì lý do của nó là thế này. Và số liệu tôi đang cầm hết trong tay đi các bạn ạ. Khi nó tạo được giá trị bắt đầu nó láo. Nhưng lịch sử chứng minh không có một ông Napoleon, một ông Tần Thủy Hoàng nào mà tự bản thân nó tạo nên một cái giá trị cả. Và các bạn nhìn cái lũ gọi là sếp mở mắt ra là ăn cắp một câu trên phim Hàn Quốc. Mở đầu ra một câu là ăn cắp một bài giảng của tôi ở trên YouTube. Xong lượm một câu của thằng khác. Xong đưa ra xong bắt đầu cho mình là vĩ đại. Tất cả là một sự kế thừa. Không một kẻ nào mà tự mình mà tạo ra một giá trị cả. Và nó chứng minh Einstein, Newton đều là những kẻ thành công bởi một hệ thống đệ tử.
một hệ thống tiền nhân trước đó, là chứng minh rất cẩn thận, chứ không phải anh ta tự tạo ra được phát minh ấy. Điều đó có thể được giải thích một cách rất rõ ràng. Mà nó nhận mà nó không biết nó nhận. Mày mình ngồi bàn nhậu một hồi là mày ăn cắp được người ta một đống. Xong tí nữa mày thấy hành xử của ba bán bún bò. Mày học người ta nhưng mày hèn ở chỗ không bao giờ mày dám thừa nhận. Mày học cái bà bán bún bò. Còn tôi không bao giờ tôi làm được đó. Vì tôi học bác Hồ rất cẩn thận. Đây không phải của tôi. Bài giảng tôi bảo 100% là nhân loại. Mình ngồi tự cho mình là giỏi mới giang. Nhưng công nhận mày hơn là mày chấp nhận cúi đầu xuống để cho người ta trang bị cho mày. Nhận thức cho nó ra đi. Được có tí xong đấm ngực cơ mầm. Thường thường là bạn nhận trang bị của người khác. Cho nên tí nữa mình mới phải trang bị cho nó thì nó mới ra. Bây giờ mình trang bị chủ động mà nó thành công, nó không biết tại sao thành công vì nó nhận trang bị một cách bị động mà nó không hiểu. Hàng ngày các bạn được người ta trang bị mà các bạn không biết thì thả bạn vào đám đông nhé. Xong bạn cứ tưởng là tự mình phát triển. Ăn cắp kiến thức của bố mày, cứ vắng Lê Thẩm Dương là ra cầu thang, thằng nó là thầy ấy. Có thế có gì là xấu đâu. Nhưng luôn phải nhận thức rằng không phải của mình đâu. Nhờ có tập thể mình mới có cái đó. Bởi vì mày được trang bị mà mày không biết mày được trang bị, xong mày láo, xong mày kêu là tự mày thông minh, tự mày công sức. Mày lên TV mày sủa. Và các bạn đã bị thả vào đám đông và các bạn được trang bị. Còn tí nữa nha, tôi đã chọn được thằng đệ, tôi chủ động trang bị. Các bạn à, hơn nhiều so cái việc nhặt nhạnh. Còn tôi đang chứng minh cái các bạn có chưa bao giờ là một mình cả. Tôi đang chứng minh cái đó. Từ cái chỗ đó thì tôi sẽ nhận diện được rằng tôi muốn có đệ tử, thật sự là đệ tử, tôi chủ động tôi trang bị, chứ tôi không để cho đám đông mà trang bị cho nó lâu lắm. Đấy, ý là vậy. Và đám đông đã dạy các bạn vì dấu chấm thứ nhất. Một tập thể xung quanh bạn rất nhiều thành viên. Anh gác cổng, nó vào gửi xe, nó bảo này, lần sau gửi xe cái mặt ông phải đàng hoàng nhé. Bạn cũng cãi nhưng về là bắt đầu bạn tăng thêm một nhận thức đấy. Cái thằng này nó ít học và nói đúng ghê. Chả liên quan gì đến kiến thức, nhưng liên quan đến thái độ. Kiểu này chắc lần sau là quánh chết. Thế là bạn điều chỉnh, xong bạn về bạn dạy thằng khác y như cái thằng bảo vệ. Cùng mày mới sủa. Một tập thể thì gồm rất nhiều người. Mỗi người là một nguồn lực. Mỗi người là một ý tưởng. Mỗi người là một năng lượng. Và họ sẽ hơn bạn ở bất cứ một yếu tố nào đó. Cho nên bạn được trang bị mà không cảm ơn như thế. Thế là các cụ bảo đi một đàng học một sàng khôn. Mày dạy học một sàng khôn mày không trả cho thằng dạy à? Tao không cần mày trả, tao chỉ cần mày nhận thức và cảm ơn người ta thôi. Cảm ơn con bán bún bò. Không chấp nhận ai huấn luyện mà rõ ràng đi nhận huấn luyện của bà bán bún bò, của anh nông dân, xong tự cho mình là cái kẻ hơn người. Dấu chấm thứ hai. Mọi người cho bạn rất nhiều góc nhìn. Thứ nhất là nó cho mày kiến thức. Và thứ hai là nó cho người ta rất nhiều góc nhìn. Để có thể đạt mục tiêu. Chứ không phải chỉ một cách. Cái gì à? Và bạn rất nhiều lựa chọn. Và người ta cảm giác bạn thông minh vì bạn đi học mốt của cái thằng quét rác đấy. Vì cái thằng nhặt ve chai, vì cục vực cho nên nó nhặt nhiều cái, bạn học người ta mà bạn ngồi bạn cho bạn là ngon lắm. Cho nên tại sao phải trang bị cho thằng con này thì thằng con phải lớn lên, thằng con phải bỏ nhược điểm đi. Và thằng con phải nên nhớ rằng rất nhiều cách đánh để đạt mục tiêu. Chỉ có kẻ khác nó dạy mày mới ra được thôi. Tự mày được, mày cũng không làm được vì nguồn lực. Nó không có sự bổ sung ở đây. Các cụ không biết làm nào. Các cụ bảo tùy bọn, tùy bạn mà chơi con à. Tức là tùy bạn mà chấp nhận cho nó trang bị cho mình. Bạn chơi với cái hạng ấy thì đời bạn chỉ đến phòng vệ sinh là thế. Vì nó trang bị cho bạn cái gì. Còn tự mình tôi khẳng định lại lần nữa nhé, bạn không làm được cái gì đâu. Bắt đầu từ Einstein. Nó vẫn không hiểu. Một người không làm được gì, tôi nhắc lại, bắt đầu từ Einstein nhé. Nhớ điều đó, người ta chứng minh rất là cụ thể lịch sử đời nó.
Vậy thì đấy là vì sao mà phải trang bị. Đấy là giải quyết được nhận thức thứ nhất. Ok. Trường Doanh Nhân PR.